Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một căn nhà phố hiện đại thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà phố xây mới 100% với diện tích ngang 4m2, độ dài lên tới 14m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Nhà thiết kế có khu vực gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, một phòng thư giãn kết hợp với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà hướng đông nam, đang tọa lạc trên trục đường Quang Trung, sát bên hãng Mercedes-Benz, kề bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Ông Tây, khu vực phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà đường xe hơi vào tận nhà, và trước khi vào bên trong thì Hùng sẽ chiếu lên mặt tiền mặt chính căn nhà phố hiện đại thiết kế rất là đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm này một lần nữa nha quý vị. Mặt tiền thiết kế theo mẫu nhà phố hiện đại với rất là nhiều những ánh đèn rất là lung linh trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Và căn nhà chúng ta nằm trong một con hẻm cụt 5m, xe hơi hai chiếc tránh nhau được, và khu này làm khu dân cư ổn định, sang trọng, đường mới đổ nhựa, rất là sạch sẽ và an ninh, thuộc trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ quay lên mặt tiền mặt chính căn nhà cho mọi người nhìn một nữa này. Căn nhà rất là hiện đại nha, hẻm xe hơi một sẹc, rất là gần với hãng Mercedes-Benz, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Căn nhà với giá bán 8 tỷ 180 triệu đồng còn thương lượng. Chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng vào bên trong căn nhà nhé. Căn nhà này thiết kế với hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài, một lớp cửa nhôm bên trong. Và bên trong đây thì quý vị sẽ có khu vực gara đậu xe hơi. Quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Phía dưới nền gara xe hơi thì gia chủ có đổ bê tông ốp gạch 80. Hai bên tường thì có sơn 3D và có ốp nhựa trần. Khu vực gara xe hơi rất là rộng, phía dưới cầu thang là phòng vệ sinh, bao gồm bồn cầu và lavabo rửa mặt cũng là gương soi và đèn LED. Phía sau sẽ là không gian lấn ngược, là không gian của phòng khách với sofa tặng kèm, kết hợp với cây xanh và tủ kệ tivi. Đây là khu vực không gian phòng khách phía sau với đầy đủ nội thất kèm theo. Căn nhà này thì thiết kế đẹp, nội thất cao cấp, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Với diện tích ngang 4m2, độ dài lên tới 14m, được gia chủ xây mới 100%. Thiết kế đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Quý chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng sẽ có giá tốt khi mua, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Khu vực không gian phòng khách phía sau thì vẫn được ốp gạch 80, có bộ sofa kết hợp với tủ kệ tivi và có cầu thang đi lên. Bên ngoài đây là gara xe hơi. Thì quý vị thấy gara xe hơi đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ nhé. Hẻm 5m xe hơi vào tới nhà và đậu trong nhà. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen với tay vịn gỗ cam xe và lan can làm bằng sắt. Trên tầng lửng thì quý vị sẽ đến với không gian bếp, bao gồm bàn ăn, tủ bếp trên dưới, tủ lạnh hai cánh Kepo. Và ở đây thì quý vị thấy này, không gian bếp trên tầng lửng thì sẽ rất là thoáng, với khu vực đặt bếp âm, khu vực bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát. Phía trên trần không gian bếp thì có ốp nhựa trang trí và bên ngoài thì có cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công không gian bếp thì có trồng cây xanh, rất là thoáng mát nha mọi người. Với những căn nhà thiết kế không gian bếp trên tầng lửng như thế này, nó sẽ rất là thoáng cho quý vị. Khi mà chúng ta nấu thì quý vị mở cửa ra thì thấy nó là cực kỳ thoáng nha. Đây là không gian tầng lửng, không gian bếp. Với giá bán 8 tỷ 180 triệu đồng còn thương lượng, quý vị quan tâm đến căn này, hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Một căn nhà có giá bán tương đối tốt, giá bán rất hấp dẫn, nằm ngay trục đường Quang Trung, phường 8, sát bên hãng Mercedes-Benz, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Chúng ta đang cùng Huy Hùng lên tham quan không gian các phòng ngủ. Nhà này có 4 phòng, quý vị sẽ có 3 phòng ngủ chính và một phòng xông hơi thư giãn. Phòng ngủ đầu tiên với giường ngủ 2m, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi. Phòng này có tủ áo rất là rộng, được đóng suốt từ đằng trước ra đằng sau. Và phía sau không gian phòng ngủ master này, quý vị sẽ có không gian của phòng tắm thư giãn. Và ngoài đây là hệ thống cửa sổ và cửa ra ban công. Ngoài ban công thì có đèn LED rất là lung linh. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master. Phòng ngủ này thì có máy lạnh, có tủ áo và có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì quý vị sẽ có bồn tắm nằm, có phòng xông hơi khô, đá nóng, có bồn tắm đứng và có vòi tắm hoa sen cũng như là bồn cầu. Đây là khu vực bồn tắm nằm, ngay cửa sổ. Xong đây là khu vực bồn tắm đứng và bên kia là khu vực xông hơi khô, đá nóng. Bên này là lavabo rửa mặt và bồn cầu. Một căn nhà rất tuyệt vời, đang được chào bán với giá 8 tỷ 150 triệu đồng. Nhà cách sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy. Với hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Quý vị quan tâm đến căn nhà hẻm cụt 5m, xe hơi vào tận nhà và đậu trong nhà này,
hãy gọi trực tiếp cho em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Trên đây là không gian của phòng ngủ số 2 và số 3. Quý vị sẽ cùng em tham quan. Hai phòng ngủ trên đây thì cũng đầy đủ nội thất tặng kèm. Có vệ sinh trong và có đầy đủ trang thiết bị trong phòng ngủ, tạo nên một trong những không gian thiết kế rất là đẹp cho căn nhà phố của mình. Quý vị thấy sẽ có tủ áo và tủ kệ tivi được đóng ghép vào nhau. Bên này là hệ thống giường ngủ và bàn trang điểm cũng như là bàn làm việc. Có chân ga gối nệm, có máy lạnh ngay cửa ra vào và có vệ sinh trong. Bên ngoài đây là ban công với cửa lùa và cây xanh được trồng bên ngoài. Đây là phòng ngủ số 2 rồi nha quý vị. Sàn phòng ngủ thì được ốp gạch, ốp gỗ và phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen, âm tường. Và qua đây sẽ là không gian của phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng. Phòng ngủ này thì quý vị cũng có máy lạnh này, có giường ngủ 1m8, có chăn ga gối nệm, có bàn trang điểm, có cửa sổ ra giếng trời phía sau. Và phòng ngủ này thì cũng sàn ốp gỗ. Khu vực vệ sinh trong thì cũng có bồn cầu và lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen cây, âm tường. Với giá bán 8 tỷ 180 triệu đồng, quý vị sở hữu ngay căn nhà ngang 4m2, độ dài 14m, tọa lạc trong khu dân cư ổn định thuộc trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà rất là đẹp. Trên đây thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ, phòng giặt. Đây là không gian phòng thờ này. Phòng thờ thì gia chủ đang để cái máy giặt ở đây nhé. Vì ở ngoài thì chưa được mái nên là chúng ta để máy giặt trong đây. Còn chỗ này phòng thờ. Và phía sau thì quý vị sẽ có khu vực sân thượng sau, khu vực để máy giặt ngoài sau này. Bây về chúng ta có thể lập mái và để máy giặt ở đây nha. Chỗ này thì gia chủ có làm chỗ cấp và thoát nước máy giặt này. Bên trên là bồn nước 1.000 lít đại thành và máy năng lượng mặt trời. Và bên ngoài đây quý vị sẽ có khu vực sân thượng phía trước. Một căn nhà hướng đông nam phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và giá bán là 8 tỷ 180 triệu đồng còn thương lượng. Quý vị quan tâm căn này, căn nhà nằm trên trục đường xe hơi 5m thuộc trục đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy gọi cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng. Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn lại tất cả mọi người chúng ta ở những video lần sau.